vị đang theo dõi kênh Nam Mô A Di Đà Phật. Nhớ đăng ký theo dõi kênh để cập nhật những video mới nhất nhé. Cẩm nang phóng sinh, Nguyễn Minh Tiến soạn dịch và chú giải. Văn giới xác phóng sinh của Đại sư Liên Trì. Nghi thức phóng sinh đầy đủ và tiện dụng. Luận về ý nghĩa bảo vệ sự sống. Lời dạy của Đại sư Ấn Quang về phóng sinh. Lời nói đầu. Hiện nay, việc thực hành phóng sinh được rất nhiều Phật tử quan tâm. Nhưng trong khi thực hành, nhiều người cũng đang gặp không ít trở ngại. Một phần là từ những biện luận phản bác của người khác, xuất phát từ những sai lầm có thật của một số người khi phóng sinh. Một phần khó khăn nữa là do nhận thức chưa đầy đủ về ý nghĩa phóng sinh, khiến người thực hành đôi khi không khỏi tự mình băn khoăn, thối chí. Cuối cùng, trở ngại thường gặp nhất vẫn là cách thức hay nghi thức cụ thể để thực hành một cuộc phóng sinh ở nhiều nơi thường khác biệt nhau. Đôi khi có phần không hợp lý, khiến người Phật tử rất khó vững tâm làm theo. Dựa vào lời dạy của các bậc cao tăng, danh sĩ như Đại sư Liên Trì, Đại sư Ấn Quang, Từ Vân Sám Chủ Tuân Thức, cư sĩ Tăng Đại Kỳ, chúng tôi biên soạn bản cẩm nang phóng sinh này với nội dung đầy đủ và tiện dụng, hy vọng có thể giúp ích, tạo sự dễ dàng và củng cố quyết tâm cho những người thực hành phóng sinh. Mặc dù đã hết sức cẩn trọng khi thực hiện công việc, nhưng sai sót có thể là điều khó tránh. Chúng tôi mong nhận được sự chỉ dạy từ quý độc giả gần xa để những lần tái bản sẽ được hoàn thiện hơn. Nguyễn Minh Tiến. Tiểu sử Đại sư Liên Trì. Đại sư Liên Trì là một cao tăng đời Minh, sinh năm 1532 và viên tịch vào năm 1612. Ngày tên húy là Chu Hoành, tên tự là Phật Tuệ, pháp hiệu Liên Trì, khai sáng và trụ trì chùa Vân Thê ở núi Vân Thê thuộc Hàng Châu. Ngày sinh trong một gia đình thế gia vọng tộc, từ nhỏ đã thông minh xuất chúng. Năm 17 tuổi thi đỗ, văn chương nổi tiếng khắp trong vùng. Gần nhà có một bà lão, suốt ngày chuyên tâm niệm Phật. Ngày theo hỏi nguyên do, bà đáp: "Chồng tôi trước đây niệm Phật, lúc lâm chung được tự tại vãng sinh, nên tôi biết công đức của việc niệm Phật không thể suy lường." Ngài nghe qua hết sức cảm động, từ đó có ý nương theo tịnh độ, liền viết mấy chữ "sống chết là việc lớn" treo nơi bàn viết để tự nhắc nhở mình. Năm ngài 27 tuổi thì mất cha, năm 32 tuổi mất mẹ, liền quyết chí xuất gia tu hành, nói với người vợ rằng: "Chuyện ái ân thoáng qua không thường còn, việc sống chết không ai thay thế được cho ai. Nay tôi quyết lòng xuất gia, bà phải tự bảo trọng." Người vợ rơi lệ nói: "Ông đi trước một bước, tôi tự biết tính toán." Đại sư liền đến cầu xuất gia với hòa thượng Tính Thiên ở Tây Sơn. Người vợ sau đó cũng xuống tóc xuất gia. Đại sư sau khi thọ giới cụ túc thì đi khắp nơi tham học Phật Pháp. Năm 1571, ngài đến Hàng Châu thấy núi Vân Thê cảnh trí hùng vĩ, nhưng có con hổ dữ thường làm hại dân làng. Ngài khởi tâm từ bi, liền vào núi tác pháp du già, diệm khẩu thí thực. Từ đó về sau, con hổ không bao giờ còn hại người nữa. Năm ấy hạn hán, dân làng khốn khổ, khẩn thỉnh ngài cầu mưa. Ngài chống tích trượng đi quanh ruộng niệm Phật, trời liền đổ cơn mưa lớn. Từ đó dân làng kính tin, cùng nhau góp sức dựng chùa Vân Thê thỉnh ngài trụ trì. Đại sư đạo cao đức trọng, một đời hóa độ không biết bao nhiêu người hữu duyên. Trước tác để lại rất nhiều như A Di Đà Kinh Sớ Sao 4 quyển, Vãng Sanh Tập 3 quyển, Tịnh Độ Nghi Biện 1 quyển, Thiền Quang Sách Tấn 2 quyển, Phạm Võng Kinh Giới Sớ Phát Ẩn 5 quyển, Lăng Già Kinh Mô Tượng Ký 1 quyển, Truy Môn Sùng Hạnh Phúc 1 quyển, Sơn Phùng Tạp Lục 3 quyển, Trúc Song Tùy Bút 2 quyển. Toàn tập của ngài gọi là Vân Thê Pháp Vị, tính tổng cộng là 32 quyển. Trong đó lưu hành rộng rãi nhất là các tác phẩm A Di Đà Kinh Sớ Sao, Trúc Song Tùy Bút, Vãng Sanh Tập, Tịnh Độ Nghi Biện, Giới Xác Phóng Sinh Văn.
Bài văn Giới Sát Phóng Sinh của Ngài là một trong những kiệt tác được muôn đời ngợi khen vì văn chương diễm lệ, ý hướng sâu xa, cảm động lòng người, chỗ biện giải lại rõ ràng, minh bạch, lập luận sắc bén, khiến người tin phục. Chính vì vậy, nhắc đến việc khuyên người giới sát phóng sinh thì xưa nay đều thừa nhận bài văn này là tác phẩm có tác động sâu rộng nhất. Đại sư Liên Trì thuở thiếu thời đã tinh thông lục nghệ. Có hai cách hiểu về lục nghệ, một là chỉ sáu môn kiến thức được thời cổ đại xem là phổ thông, bao gồm lễ, nghi lễ, nhạc, âm nhạc, xạ, bắn cung, ngữ, đánh xe, thư, văn chương, chữ nghĩa và số, toán pháp. Tuy nhiên, do ý câu tiếp theo nên chúng tôi nghiêng về cách hiểu thứ hai, cũng gọi là lục kinh, chỉ sáu bộ sách mang tính giáo khoa cổ điển của Nho gia, bao gồm kinh thi, kinh thư, kinh lễ, kinh nhạc, kinh dịch và kinh xuân thu. Văn chương lưu truyền nổi tiếng khắp gần xa, Ngài khổ công nghiên cứu sâu xa giáo pháp của cả ba thừa. Ba thừa bao gồm tiểu thừa hay thanh văn thừa, trung thừa hay duyên giác thừa và đại thừa hay bồ tát thừa. Nắm được tông chỉ, đạt được chứng ngộ siêu việt thường tình, Ngài dũng mãnh khoác áo giáp tinh tấn, sáng suốt nắm giữ bảo châu trí tuệ, hết sức xót thương những người còn mê muội, nên đối với giới luật lại đặc biệt lưu tâm răng nhắc nhiều nhất về giới không giết hại. Hết thảy muôn loài mang máu huyết thần khí đều có tri giác cảm nhận, hết thảy những sinh vật động đậy bay nhảy đều cùng chung một thể tánh với ta. Để làm đầy bụng mình, có lẽ nào lại nên giết hại muôn vật? Trời cao sẵn đức hiếu sinh, thể theo đó nên dẫn dắt người còn lạc lối. Ôi tấm lòng trắc ẩn thì người người đều có, mà cái thảm cảnh cắt xẻ nấu nướng lại xảy ra rõ ràng ở khắp mọi nơi, giam nhốt giết mổ muôn loài xưa nay người ta vẫn luôn xem như chuyện thường tình. Vần xoay giết hại vật loại, xem ra ta có khác chi loài cầm thú, ông chăm mũi đốt còn xin bực dọc, sao nỡ cắt xẻ băm bầm muôn vật chẳng đoái thương. Phân thay xẻ thịt muôn loài rồi cho vào miệng làm no bụng, thử tĩnh tâm xét lại xem đức nhân của mình nằm ở chỗ nào, thử nghĩ đến quả báo ngày sau, oan cừu đối mặt làm sao chối chạy. Một khi đã trôi dạt vào vòng xoáy mạnh được yếu thua, xoay vòng ăn nuốt lẫn nhau, ắt phải đi mãi theo đường vay trả, trả vay mà đắm chìm vĩnh viễn trong luân hồi sinh tử. Vì thế, Đức Như Lai đã thắp lên ngọn đuốc trí tuệ rực sáng giữa chốn trùng trùng u tối, cứu chúng sinh khổ đau thoát khỏi tám nạn, dạy người chấm dứt nhân giết hại, ắt không còn bị trói buộc vào nghiệp quả xấu ác. Thời nay giáo pháp ngày càng suy mạc, người ta đã từ lâu mê mờ quên mất lời dạy nhiệm màu của Đức Như Lai. Đại sư Liên Trì đã một mình quét sạch bùn nhơ năm dục. Năm dục, ngũ dục, tức sự thích ý, hài lòng khi được thỏa mãn năm giác quan, bao gồm mắt ưa thích hình sắc đẹp, sắc dục, tai ưa thích âm thanh êm dịu, thanh dục, mũi ưa thích hương thơm, hương dục, lưỡi ưa thích vị ngon, vị dục, thân thể ưa thích sự xúc chạm mềm mại, xúc dục, và ý ưa thích những ý tưởng thuận theo mong muốn, pháp dục. Năm dục là nguyên nhân căn bản nhất đẩy con người lún sâu vào tội lỗi chỉ vì muốn được thụ hưởng chúng. Vì thế, Đạo Phật xem năm dục như bùn nhơ cần phải tránh xa thay vì buông thả, phóng túng, chạy theo. Giảng rõ diền mối nơi ba cõi, trong biển âm thanh sướng lên, bài văn này như con thuyền trí tuệ nguyện lực cứu giúp người đang đắm chìm trong bể khổ, đưa hết thảy về nơi chân thật nhất như. Ôi ý chỉ tốt đẹp thay, pháp vốn không phân đốn tiệm, chứng nhập rồi đều đạt cảnh giới chẳng phân hai. Đạo vốn không chi thánh phàm, quan trọng nhất là đức tin sâu vững, chỉ cần có thể vân giữ làm theo giới không giết hại của thầy trao, rồi quán sát thật kỹ xem nguyên nhân khởi lên ý niệm giết hại trong lòng ta là từ đâu đến, là từ tâm linh dịu nhận biết này chăng,
hay từ thân thể xương da máu thịt này, nhưng gốc của tâm vốn là từ bi, do đâu khởi sinh ý niệm tàn độc giết hại. Thân thể xương thịt vốn không có thức rõ biết, sao có thể chứa đủ tham, sân? Xét rằng khi tâm rỗng, không ắt lời khen tiếng chê đều không biết đến, nên sự ham thích mùi vị đó không do nơi thân xác thịt. Nhưng khi thân thể tịch lặng thì sự yêu thích hay ghét bỏ cũng không thể tự sinh khởi, nên chỗ muốn giết hại lại không thật do nơi tâm. Cả thân và tâm đều không phải chỗ khởi sinh, vậy trong đó ý niệm giết hại từ đâu mà đến? Cho nên biết rằng cả thân và tâm vốn đều thanh tịnh, chỉ do từ lâu huân tập những điều huyễn hoặc mê vọng mà thành trói buộc, đạt đến chỗ diệu huyền của bản thể thanh tịnh. Ắt việc giữ giới không giết hại này chẳng còn do nơi ngoại cảnh giải trừ được sự trói buộc che lấp của huyễn hoặc mê vọng. Ắt lòng đại bi không còn bị ngăn ngại trong tâm, nhập vào đại định, thành tựu quả Phật đều do từ chỗ này. Tôi thổ nhỏ từng được nghe lời dạy của Mạnh Tử rằng: người quân tử tránh xa chốn bếp núc. Câu này trích từ sách Mạnh Tử, Chương Lương Huệ, Vương Thượng. Tiết thứ 7. Nguyên văn đoạn này là: quân tử chi ư cầm thú giả, kiến kỳ xin bất nhẫn kiến kỳ tử, văn kỳ thanh bất nhẫn thực kỳ nhục, thị dĩ quân tử viễn bào trù giả. Người quân tử đối với cầm thú, đã thấy nó sống thì không nỡ nhìn thấy nó chết, đã nghe tiếng nó kêu, khi bị giết thì không nỡ ăn thịt nó. Vì vậy nên người quân tử tránh xa chốn bếp núc. Đó là do lòng từ hết sức thương yêu loài vật, không muốn nhìn thấy sự giết hại. Nay lại được đọc thêm bản văn giới xét này của Đại sư Liên Trì, thật là một ý niệm lợi ích đến cả côn trùng, bảo vệ sự sống cho muôn vật. Xem qua bản văn này rồi, liền dạy con cháu phải học lấy làm theo, lại mong mỏi có thể gìn giữ rộng truyền ra khắp mọi nơi. Tứ tiến sĩ xuất thân. Theo quy chế thi cử áp dụng vào triều Minh, những người đỗ tiến sĩ được phân ra từ cao xuống thấp, bao gồm: 1. Hàng nhất giáp 3 người, bao gồm Trạng Nguyên đệ nhất, Bản Nhãn đệ nhị, Thám Hoa đệ tam, đều gọi chung là tứ tiến sĩ cặp đệ. 2. Hàng nhị giáp 17 người, gọi là tứ tiến sĩ xuất thân. 3. Hàng tam giáp 80 người, sau tăng lên đến 130 người, gọi là đồng tiến sĩ xuất thân. Như vậy, vị này đỗ tiến sĩ vào hàng nhị giáp, quan lộc đại phu. Thái tử Thái Bảo. Thái Bảo là chức quan phụ trách dạy học trong cung. Thái tử Thái Bảo phụ trách dạy thái tử học, lại bộ thượng thư, Vũ Anh Điện đại học sĩ, tri chế các quốc sử, điển chí, tổng tài quán. Người trấn Hải Ngu. Hải Ngu thuộc huyện Thường Thục, tỉnh Giang Tô, là Nghiêm Nột Soạn. Nghiêm Nột tên tự là Mẫn Khanh, sinh năm 1511, mất năm 1584, người huyện Thường Thục, tỉnh Giang Tô. Sau khi mất, được vua ban tên Thụy là Văn Tĩnh. Ông đỗ tiến sĩ năm 1541, triều Vua Minh Thế Tông, từng làm quan thăng đến các chức lễ bộ tả thị lang, lễ bộ hữu thị lang, lại bộ thượng thư. Văn giới sát phóng sinh, triều Minh, chùa Vân Thê, đất Cổ Hàng, Sa Môn, Chu Hoành soạn văn và chú thích. Sa Môn Chu Hoành tức là Đại sư Liên Trì, các chú giải của Nguyên Tác chính là phần giảng rộng, còn các chú thích cuối trang là của chúng tôi, người Việt dịch. Một văn giới sát, nhập đề, người đời ăn thịt cá đều cho là chuyện đương nhiên, do đó mà phóng túng ra tay giết hại, tạo nghiệp oán cừu sâu nặng, rộng khắp. Cứ thế lâu dần, đời này sang đời khác, tập mãi thành thói quen, đến nỗi tự mình không còn nhận biết đó là sai trái. Quả đúng như người xưa từng nói, thật đáng cho ta phải đau đớn, rơi lệ, than tiếc, khôn nguôi. Những điểm mê muội cố chấp, không hiểu đúng của người đời, có thể lược phân ra 7 điều trình bày dưới đây, còn ngoài ra nữa cũng có thể từ đó suy rộng ra mà biết được. Giải rộng. Muôn loài có tri giác đều đồng một thể tánh, nhưng con người lại ăn thịt muôn loài là điều hết sức quái lạ.
sở dĩ không thấy đó là quái lạ, vì trong gia đình tập quen theo thói ấy, đã nhiều đời, lối xóm láng giềng cũng bắt chước theo nhau lâu ngày thành tục lệ. Khi quen làm như thế đã lâu thì không còn biết là sai trái nữa, mà ngược lại cho là đúng đắn, hợp lý. Làm sao còn có thể thấy đó là việc quái lạ? Nếu ngày nay có kẻ giết người rồi xẻ thịt mà ăn, mọi người ắt đều kinh hãi mà bắt lấy xử ngay tội chết. Vì sao? Đó là vì xưa nay không quen làm như vậy. Ví như việc giết người không bị nghiêm cấm, mọi người đều làm theo trong nhiều năm, ắt là khắp trong thiên hạ không khỏi đều thấy món thịt người bị đưa vào bếp nấu nướng, cho nên mới nói rằng hết thảy người đời đều làm theo nhau mà không biết là sai trái, thật đáng cho ta phải rơi lệ đau đớn, than tiếc khôn nguôi. Điều sai lầm thứ nhất, mừng ngày sinh không nên giết hại. Cha mẹ sinh ra ta vất vả nhọc nhằn biết bao, ngày ta bắt đầu có được tấm thân này cũng chính là ngày cha mẹ phải bắt đầu đối mặt với khó khăn, đến gần hơn với cái chết. Cho nên đây chính là ngày ta nên ăn chay, giữ giới không giết hại, rộng làm các việc lành, cầu cho cha mẹ nếu đã qua đời sớm được siêu thoát, nếu còn hiện tại được phước thọ tăng thêm, sao có thể vội quên đi khổ nạn hiểm nguy của mẹ trong ngày sinh ta mà ra tay giết hại sinh linh. Trên thì gây nghiệp ác liên lụy đến mẹ cha, dưới lại khiến bản thân mình phải chịu nhiều bất lợi. Sai lầm này hết thảy người đời đều làm theo nhau mà không biết là sai trái, chính là điều thứ nhất thật đáng cho ta phải rơi lệ đau đớn, than tiếc khôn nguôi. Giảng rộng, Đường Thế Thông ngày xưa ở ngôi vua tôn quý, giàu có không ai bằng, nhưng vào ngày sinh còn không lấy làm vui, điền chủ nghênh ngang, chỉ bội thu 10 đấu thóc mà khách mừng đến chật cả nhà, yến tiệc liên tục nhiều ngày, thật không biết như thế thì có thể làm được gì. Hiện nay cũng có những người vào ngày sinh tổ chức cúng dường chư tăng, trì tụng kinh điển, làm các việc thiện, thật quý hóa tốt đẹp thay. Điều sai lầm thứ hai, mừng sinh con không nên giết hại. Người đời không có con thì buồn rầu, sinh được con thì mừng rỡ, thế nhưng lại không chịu nghĩ đến việc hết thảy muôn loài cũng đều biết thương yêu con không khác gì mình. Mừng vui vào ngày con ta sinh ra lại khiến cho con cái của loài vật phải chết, liệu có thể an ổn trong lòng được chăng? Con cái vừa mới sinh ra đã không biết vì nó tu tích phúc đức, ngược lại còn giết hại sinh mạng, tạo nghiệp xấu ác, thật là quá sức mê muội. Sai lầm này hết thảy người đời đều làm theo nhau mà không biết là sai trái, chính là điều thứ hai thật đáng cho ta phải rơi lệ đau đớn, than tiếc khôn nguôi. Giảng rộng, xưa có người thợ săn, một đêm nọ uống rượu quá say, nhìn đứa con nhỏ của mình mà tưởng là con mang. Con mang, con chương, một loài thú rừng giống con hươu nhưng nhỏ hơn nhiều, liền mài dao giết thịt. Người vợ khóc lóc cản lại nhưng anh ta không nghe, cứ việc mổ bụng lôi hết ruột gan ra xong để đó đi ngủ. Sáng hôm sau anh ta thức dậy gọi con trai cùng đi vào chợ bán thịt mang. Người vợ khóc lóc nói rằng đêm qua ông đã giết con rồi. Người thợ săn nghe vậy thì ngã nhào xuống đất, ruột gan như bị ai xé nát, than ôi, người và vật tuy rằng khác nhau nhưng lòng thương con không khác, có thể nhẫn tâm giết hại được sao? Điều sai lầm thứ ba, ngày cúng dỗ không nên giết hại. Những ngày cúng kỵ ông bà tổ tiên cũng như ngày dỗ những người thân đã khuất hoặc các lễ tế xuân thu hai mùa trong năm. Tục lệ Trung Hoa ngày xưa có hai lễ tế lớn trong năm vào mùa xuân và mùa thu. Việt Nam không có tục lệ này, nhưng có một số lễ tiết khác mà người dân thường cúng kính ông bà tổ tiên, như tục cúng rước ông bà trước giao thừa hoặc cúng vào mùng 5 tháng 5, rằm tháng 7, vân vân. Đều không được giết hại vật mạng, muốn cầu phúc cho người ở cõi âm là giết hại vật mạng để cúng tế, chỉ làm tăng thêm nghiệp ác mà thôi. Ôi, giết hại vật mạng để làm ra bao nhiêu món ăn bày la liệt trên bàn, nhưng làm sao có thể gọi dậy nắm xương tạng của người chết từ chính suối về ăn?
thật vô ích mà lại gây bao họa hại. Nên người có trí tuệ quyết chẳng ai làm như vậy. Sai lầm này hết thảy người đời đều làm theo nhau mà không biết là sai trái, chính là điều thứ ba thật đáng cho ta phải rơi lệ đau đớn, than tiếc khôn nguôi. Giảng rộng, có kẻ nói Lương Vũ Đế lấy bột làm thành hình vật tế, thay cho những con vật sống để cúng tế. Người đời đều chê bai rằng như vậy là khiến cho tổ tiên không được hưởng rượu thịt. Than ôi, thịt cá chưa chắc đã là ngon quý, rau dưa không hẳn đã là kém cỏi. Đạo làm con đối với cha mẹ, điều quý nhất là phải thận trọng tu sửa bản thân. Dù có chút thiếu sót trong cúng tế tổ tiên cũng vẫn là tốt đẹp. Đâu nhất thiết mỗi khi cúng tế đều phải dùng máu thịt chúng sinh. Kinh dịch có dạy rằng cúng kính đơn sơ nhưng chân thành còn hơn kẻ giết trâu. Bậc thánh nhân có dạy nuôi vật để cúng tế là bất hiếu. Đâu nhất thiết mỗi khi cúng tế đều phải dùng máu thịt chúng sinh. Điều sai lầm thứ tư, hôn lễ không nên giết hại. Người đời tổ chức các nghi lễ trong hôn nhân, từ khi giảm hỏi, nạp lễ cho đến chính thức thành hôn, thật không biết đã giết hại bao nhiêu là vật mạng. Ôi, hôn nhân là khởi điểm của việc sinh con về sau, nhưng khởi đầu của sự sinh sản mà lại làm việc giết hại sự sống, thật là trái lẽ biết bao. Hơn nữa, hôn nhân là việc tốt lành, nhưng trong ngày lành lại làm việc chẳng lành, giết hại loài vật, chẳng thấy đáng thương lắm sao? Sai lầm này hết thảy người đời đều làm theo nhau mà không biết là sai trái, chính là điều thứ tư thật đáng cho ta phải rơi lệ đau đớn, than tiếc khôn nguôi. Giảng rộng, người đời khi gặp hôn sự đều cầu chúc cho đôi vợ chồng được chung sống cùng nhau cho đến răng long đầu bạc, mình thì mong cho được sống cùng nhau đến tận tuổi già. Vậy các loài chim thú há lại mong chia lìa chết sớm hay sao? Nhà có con gái gả đi thì ba đêm không ngủ được vì nghĩ tưởng đến việc sắp phải chia lìa xa cách. Câu này lấy ý từ lời nói của Khổng Tử: giá nữ chi gia, tam dạ bất tức chúc, tư tương ly giả. Nhà có con gái gả chồng ba đêm liền không tắt đuốc đi ngủ vì suy nghĩ đến việc sắp phải chia lìa. Mình thấy việc chia lìa xa cách là khổ, các loài chim thú phải xa nhau lẽ nào lại vui sao? Cho nên có thể tin được rằng hôn nhân quả thật không nên giết hại vật mạng. Điều sai lầm thứ năm, đãi khách không nên giết hại. Trời đẹp, cảnh đẹp, chủ nhà hiền thiện tiếp khách hiền lương, dù cơm rau đạm bạc cũng không ngăn trở niềm vui thanh nhã, đâu cần phải ra tay giết hại vật mạng sinh linh, cầu miếng ăn ngon ngọt béo bổ, no nê ca hát quanh bàn tiệc mà khiến muôn loài bị giết mổ, phải oán hận gào thét bên giao thớt. Than ôi, nếu thật có tính người, sao có thể không thương xót? Sai lầm này hết thảy người đời đều làm theo nhau mà không biết là sai trái, chính là điều thứ năm thật đáng cho ta phải rơi lệ đau đớn, than tiếc khôn nguôi. Giảng rộng, nếu biết rằng những món ăn bày ra trên bàn kia là có được từ những tiếng kêu gào oán hận bên giao thớt, ắt phải thấy rằng đã lấy sự đau đớn khổ sở cùng cực của muôn loài mà làm sự vui sướng khoái lạc cho mình, thì dù có gượng cho vào miệng cũng không thể nào nuốt trôi qua cổ. Có thể không đau buồn được sao? Điều sai lầm thứ sáu, cúng cầu an không nên giết hại. Người đời khi có bệnh tật liền giết hại vật mạng, cúng tế thần linh để cầu phúc cho mình, nhưng không nghĩ đến việc mình cúng tế thần linh là vì muốn khỏi chết được sống, lại giết hại sinh mạng khác để mong kéo dài mạng sống của mình. Thật không còn điều gì có thể trái nghịch lòng trời, ngược với lý lẽ hơn thế nữa. Ôi, những người chính trực sau khi chết mới được làm thần, vậy lẽ nào thần linh lại có ý thiên lệch riêng tư? Mạng sống thật không thể kéo dài thêm bằng cách ấy, nhưng nghiệp giết hại tạo ra thì còn đủ không mất, nhất định phải đền trả. Không riêng gì việc cầu khỏi bệnh sống lâu, hết thảy sự tế lễ cầu đảo tà thần,
ác quỷ để mong cầu những điều khác cũng đều như vậy. Sai lầm này hết thảy người đời đều làm theo nhau mà không biết là sai trái, chính là điều thứ sáu thật đáng cho ta phải rơi lệ đau đớn, than tiếc khôn nguôi. Giảng rộng, Kinh Dược Sư dạy rằng giết hại muôn loài chúng sinh để cúng tế, dâng lên thần linh, hô gọi yêu ma quỷ quái, cầu xin ban phúc giúp đỡ cho mình, muốn tăng thêm tuổi thọ, rốt cùng đều không thể được. Trích từ Kinh Dược Sư Lưu Ly, Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức, được xếp vào Đại Chánh Tạng thuộc tập 14, kinh số 450 một quyển. Đoạn trích này nằm ở trang 408, tờ A, bắt đầu từ dòng thứ 7. Cho nên nói rằng, sinh mạng thì không thể kéo dài, mà nghiệp giết hại gây ra thì còn mãi. Hết thảy những sự cầu đảo tà thần như giết hại vật mạng cúng tế, cầu sinh con, cầu tiền tài của cải, cầu quan chức bổng lộc, ví như có được sinh con, được tài lộc, được quan chức, vốn đều là do nghiệp riêng của người ấy mà được, không phải do quỷ thần. Có những lúc ngẫu nhiên được thỏa nguyện, lại cho đó là có sự linh thiêng, nên niềm tin sai lệch càng thêm kiên cố, lại càng dốc lòng làm việc cúng tế như vậy nữa. Những kẻ rơi vào tà kiến quá nặng nề như vậy thật không thể cứu nổi, đáng thương thay. Điều sai lầm thứ 7, mưu sinh không nên giết hại. Người đời chỉ vì miếng cơm manh áo mà chọn theo những nghề như săn bắn, đánh cá hoặc giết mổ trâu, dê, lợn, chó. Nhưng theo sự quan sát của tôi, ví như không làm những nghề nghiệp ấy cũng có thể kiếm được cơm áo, chưa hẳn đã đến mức phải đói rét mà chết. Chọn nghề giết hại để mưu sinh, không khỏi bị thần minh trách phạt. Lại như theo nghề giết hại mà được giàu có, trăm người chưa từng thấy một. Nếu xét đến việc gieo nhân sâu nặng phải vào địa ngục, chịu nghiệp báo xấu ác trong nhiều đời sau, thì quả thật không gì ác hại hơn làm những nghề này. Vì sao phải khổ nhọc đeo đuổi mà không chịu tìm lấy một nghề hiền thiện khác để mưu sinh? Sai lầm này hết thảy người đời đều làm theo nhau mà không biết là sai trái, chính là điều thứ 7 thật đáng cho ta phải rơi lệ đau đớn, than tiếc khôn nguôi. Giảng rộng, chính tôi từng nhìn thấy một người làm nghề mổ dê, khi sắp chết bỗng tiếng kêu be be như con dê. Một người làm nghề bán lương, khi sắp chết chợt thấy trên đầu như bị lương cắn rứt. Cả hai việc này đều xảy ra trong xóm nhà gần tôi, hoàn toàn không phải nghe theo truyền thuyết. Xin khuyên hết thảy mọi người, nếu gặp phải lúc không biết làm gì để sống, thà đi xin ăn. Nếu phải tạo nghiệp giết hại để mưu sự sống cho mình, thà nhịn đói mà chết còn hơn. Than ôi, có thể nào không dứt bỏ sự giết hại được sao? Những gì trình bày trên là 7 điều hết sức phi lý, nhưng người đời lại rất thường làm. Người thông đạt xem qua ắt phải thấy điều là những lập luận xác đáng. Ví như có thể răn ngừa được tất cả thì không còn gì tốt đẹp hơn, bằng như chưa được vậy cũng có thể tùy sức mà giảm dần hoặc bỏ đi 4-5 việc, hoặc răn ngừa đôi 3 việc. Bỏ đi một việc ắt tiêu trừ được một phần ác nghiệp, giảm một lần giết hại ắt bớt được một mối oan cừu. Ví như còn chưa thể ăn chay bỏ hẳn thịt cá thì trước hết nên chuyển sang mua dùng những món được bán sẵn, tránh không tự mình ra tay giết hại cũng giảm bớt được một phần tội lỗi. Biết nuôi dưỡng tâm từ ác dần dần rồi cũng sẽ đạt được đến chỗ tốt đẹp. Mong sao những ai có duyên may gặp được bản văn này sẽ truyền tay nhau truyền rộng khắp nơi, thay nhau khuyến khích, khuyên bảo người đời. Khuyên được một người thôi giết hại, tức là cứu sống được trăm vạn sinh linh. Khuyên đến 10 người, 100 người, cho đến muôn ngàn vạn người, thì âm đức thật hết sức lớn lao, quả lành không cùng tận, chỉ cần có lòng tin chắc chắn làm theo. Những điều này quyết không sai dối. Thực hành giữ giới sát. Mỗi năm nên viết đủ tên 12 tháng, dán lên tường nhà. Trong một tháng mà giữ được hoàn toàn không giết hại thì bên dưới chỗ tên tháng ấy ghi vào mấy chữ
không giết hại, giữ trọn được một tháng không giết hại, đó là làm thiện được vào bậc hạ. Giữ trọn được một năm không giết hại, đó là làm thiện được vào bậc trung. Giữ trọn được một đời không giết hại, đó là làm thiện được vào bậc thượng. Giáo huấn được con cháu nhiều đời đều nói tiếp nhau giữ giới không giết hại, đó lại càng là bậc hiền thiện cao trỗi trong những người hiền thiện. Nguyện cho người người đều giữ giới không giết hại, nhà nhà đều bỏ thịt cá mà ăn chay, ác chư Phật đều hoan hỷ, muôn vị thần linh gia hộ. Chuyện binh đao chiến tranh sẽ nhờ đó mà vĩnh viễn chấm dứt. Những hình phạt nặng nề không cần dùng đến, địa ngục trống rỗng, không còn tội nhân, người người nhờ đó được mãi mãi xa rời biển khổ. Lời nguyện sau khi giữ giới sát: nếu có thể giữ trọn trong một tháng hoàn toàn không giết hại vật mạng, thì vào đêm cuối tháng ấy hoặc sáng sớm ngày đầu tháng tiếp theo, có thể đến trước bàn thờ Phật, chí tâm lễ bái hình tượng Phật, rồi khấn nguyện như sau: đệ tử tên là Khấn, tên họ, pháp danh, xin đem hết tâm thành quy y Đức Phật A Di Đà ở thế giới Tây Phương Cực Lạc. Đệ tử ngày nay vâng theo lời Phật dạy trước đây, thực hành giữ giới không giết hại, vừa trọn được một tháng. Nhờ công đức này, xin nguyện cho đệ tử được tiêu trừ tội lỗi nghiệp chướng, giải trừ mọi oán thù oan trái, căn lành tu tập ngày càng tăng trưởng, đến phúc lâm chung được thân tâm an ổn, chính niệm rõ ràng, nhờ ơn Phật tiếp dẫn được sinh về cõi nước Cực Lạc, hóa sinh từ giữa hoa sen trong ao bảy báo, hoa nở liền được gặp Phật, chứng đắc pháp nhẫn vô sinh, được đầy đủ trí tuệ Phật, dùng thần lực lớn lao có thể khiến cho những chúng sinh trong nhiều đời trước từng bị đệ tử giết hại cùng tất cả chúng sinh bị giết hại trong khắp mười phương thảy đều được cứu độ giải thoát, thành đạo vô thượng. Nay phát lời nguyện này, xin Đức Phật từ bi xót thương tiếp nhận. Phát nguyện như trên rồi, tiếp đó niệm danh hiệu Phật 100 lần hoặc ngàn lần hay vạn lần, nhiều ít tùy ý. 2. Văn phóng sinh. A. Toàn văn. Thường nghe rằng điều quan trọng nhất ở thế gian là mạng sống, việc thảm thiết nhất trong đời là bị giết, vì thế khi bị bắt ắt phải tìm đường trốn chạy. Cháy rận còn biết né tránh cái chết, loài kiến dế cũng biết tham sống, nên gặp lúc trời mưa liền vội vã kéo nhau đi tránh. Sao con người lại có thể giăng lưới nơi rừng núi, đánh bắt dưới vũng sâu, tìm đủ mọi phương cách mà bắt lấy? Công quốc thì quả câu, ngay thẳng thì bắn tên, trăm mưu ngàn kế truy lùng lưới bắt, khiến cho muôn loài phải kinh sợ, hồn siêu phách lạc, mẹ con chia lìa ly tán, hoặc giam nhốt trong chuồng trong củi, ắt cũng giống như người ở trong lao ngục, hoặc dùng dao đâm cói giả, ắt chẳng khác chi người chịu tội lóc thịt phan thay. Hư thương con bị bắn, thè lưỡi liếm vết thương mà ruột đứt thành từng đoạn, vượng sợ chết xa trông thấy bóng cung tên mà hai dòng lệ đổ, đó là cậy mình mạnh mà hiếp kẻ yếu. Theo lý chỉ e rằng không đúng, ăn thịt muôn loài để bổ dưỡng thân mình, nỡ lòng nào lại thế? Do đó mà cảm động đến trời cao, rủ lòng xót thương muôn vật. Bậc thánh nhân xưa ra đời thi hành đức nhân từ, việc mở lưới bắt đầu từ thánh vương Thành Thang, việc phóng sinh thả cá vào ao nuôi khởi sự từ hiền nhân Tử Sản, thánh thiện thay trưởng giả Lưu Thủy dùng túi chở nước cứu cá khô hạn, bi mẫn thay Đức Phật Thích Ca cứu con vật nguy vong tự cắt thịt, đại sư Trí Giả ở núi Thiên Thai cổ suý việc đào ao phóng sinh, tiên nhân ngồi thiền dưới gốc đại thụ che chở con chim đậu trên thân mình, chuột cá phóng sinh về sau giải thoát. Tâm bi mẫn của thiền sư Diên Thọ hãy còn, cứu con Long Vương được phương thuốc hay, lòng từ ái của Tôn Chân Nhân chưa dứt, một lần ra tay cứu kiến, Sa Di chết yểu chuyển thành trường thọ,
thư sinh hèn kém, hóa khôi nguyên, một bận giải thoát cho rùa, Mao Bảo lâm nguy thoát nạn, Khổng Du được hưởng phong hầu, Khuất Sư thả cá chép nơi thôn nguyên, tuổi thọ tăng thêm một kỷ, Tùy Hầu cứu rắn trên đất Tề, được hạt châu đáng giá ngàn vàng, vớt ruồi chết đuối, người nấu rượu thoát tội tử hình, cứu ba ba sắp bị giết, nô tỳ bệnh nặng được khỏi, mua vật sắp chết nơi lò mổ, Trương Đề Hình chết xin cõi trời, đổi mạng sống cá tôm trên thuyền chài, Lý Cảnh Văn được giải độc đang xa, Tôn Lương Tự cứu mối nguy giam nhốt, lúc mai táng có bầy chim đến giúp, huyện lệnh Phan cấm bắt cá ở sông hồ, lúc chuyển đi tôm cá khóc đưa. Đại sư Tín Phá trừ tục giết vật hiến tế, ban điềm lành trời đổ mưa lớn, tổ Tào Khê mở lưới thợ săn, đạo từ bi truyền khắp nơi nơi. Hoàng Tước được cứu ngậm vòng ngọc báo ơn, chồng xuống giếng truyền thuật trả nghĩa, cho đến vật thân tàn được cứu. Sao cũng bò trên vách nghe kinh, gặp cảnh khốn mong cầu được sống, vật hiện hình người áo vàng báo mộng. Những sự bố thí đều có phước báo, mọi việc rõ ràng không phải không chứng cứ, hoặc được ghi chép trong sách vở, hoặc rõ ràng tai nghe mắt thấy. Nguyện cho tất cả mọi người mỗi khi nhìn thấy vật mạng sắp bị giết hại, đều phát tâm từ bi xả bỏ tài sản không bền chắc để thực hành phương tiện cứu giúp. Nếu bảo vệ được nhiều mạng sống, ắt tích chứa âm đức lớn lao. Nhưng dù chỉ cứu sống được một con sâu nhỏ, đó cũng là việc thiện, ngày ngày đều thêm việc thiện, tháng tháng tích lũy càng nhiều, thực hành càng rộng thì phước báo càng cao. Lòng từ phủ khắp nhân gian, tiếng lành cảm thông thiên giới, rửa sạch trong lòng không oán cù nghiệp chướng, phước lành tụ hội trong đời này, vun bồi tưới tẩm căn lành, an vui còn mãi đến đời sau. Nếu được thì khi phóng sinh nên niệm Phật trợ lực, tụng đọc kinh điển nên vì những con vật được thả ra mà hồi hướng công đức, nguyện cho chúng sau khi chết sẽ được sinh về Tây Phương Cực Lạc, vĩnh viễn thoát khỏi ba đường ác. Được như thế, ác tâm lượng càng thêm lớn lao, cõi đức càng sâu hơn nữa, nhờ đó nhanh chóng thành tựu đạo nghiệp, được sinh về chín phẩm đài sen cõi Phật. Nay xin rộng khuyên hết thảy người đời, mong đừng vì thấy bản thân tôi đức hạnh mỏng manh, thân phận nhỏ nhoi mà ngờ vực không tin nhận. B. Giảng giải từng phần. Thường nghe rằng điều quan trọng nhất ở thế gian là mạng sống, việc thảm thiết nhất trong đời là bị giết. Giảng rộng nói rằng quan trọng nhất, điều đó có hai nghĩa. Thứ nhất, người đời đối với vàng bạc châu báu, quan chức tước vị, gia đình vợ con cho đến tự thân mình đều xem là quan trọng, nhưng khi không thể có được tất cả, ác phải chọn lấy trong số đó thứ nào là quan trọng hơn. Vì thế nên nếu cần cứu lấy mạng sống của mình, ắt không tiếc gì vàng bạc châu báu. Để cứu mạng mình cũng không tiếc quan chức tước vị, thậm chí có lúc cần phải cứu lấy mạng mình thì cả gia đình vợ con cũng không quan tâm đến nữa. Vì thế nên nói rằng mạng sống là quan trọng nhất. Nghĩa thứ hai là theo lời Phật dạy thì tất cả chúng sinh đều có khả năng thành Phật. Như vậy, mạng sống chính là hạt giống, là điều kiện để có thể thành Phật. Do đó nên nói rằng mạng sống là quan trọng nhất. Lại nói rằng thảm thiết nhất đó là ví như việc đánh đập hành hạ đủ cách, tuy có làm cho người hết sức khổ sở nhưng vẫn chưa đến mức dứt mất mạng sống. Thế nên chỉ có việc giết hại là thảm thiết nhất, vì dứt cả mạng sống của muôn loài. Vì thế khi bị bắt, ác phải tìm đường trốn chạy, cháy rận còn biết né tránh cái chết. Loài kiến, dế cũng biết tham sống, nên gặp lúc trời mưa liền vội vã kéo nhau đi tránh. Giảng rộng, vì mạng sống là quan trọng nhất nên muôn loài đều cố giữ lấy mạng sống. Vì bị giết là thảm thiết nhất nên muôn loài đều chạy trốn cái chết, cho nên đến cháy, rận,
kiến, dế cũng đều biết tham sống sợ chết, xét như những sinh mạng nhỏ nhoi mà còn thế, thì đối với những loài lớn hơn, ắt có thể biết rõ. Sao con người có thể giăng lưới nơi rừng núi, đánh bắt dưới vũng sâu, tìm đủ mọi phương cách mà bắt lấy, công khuất thì thả câu, ngay thẳng thì bắt tên, trăm mưu ngàn kế truy lùng lưới bắt, giãn rộng, đã biết hết thảy chúng sinh đều tham sống sợ chết, sao có thể che mờ lương tâm, làm những việc tàn độc, giăng lưới chim thú trên rừng núi, đánh bắt tôm cá dưới sông hồ, cúi xuống nước thì buông câu bắt cá, ngẩng lên trời thì dương cung bắn chim, thậm chí còn lén lút ám muội đào hố đặt bẫy, tìm trăm phương ngàn kế không thể kể hết để giết hại muôn loài, thật hết sức đáng giận, khiến cho muôn loài phải kinh sợ, hồn siêu phách lạc, mẹ con chia lìa ly tán. Giãn rộng, như trên đã nói, con người dùng đến đủ các loại lưới giăng trên cạn dưới nước, rồi móc câu, tên bắn, vừa nhìn thấy thôi đã tán đỡm kinh hồn. Nếu vướng phải rồi thì tán thân mất mạng, ắt phải mẹ con chia lìa ly tán. Nếu so hoàn cảnh những con vật ấy với cảnh người, gặp thời giặc loạn, binh lửa tràn đến, thật có khác gì nhau? Hoặc giam nhốt trong chuồng trong củi, ắt cũng giống như người ở trong lao ngục, hoặc dùng dao đâm cối giả, ắt chẳng khác chi người chịu tội lóc thịt phan thay. Giãn rộng, trói buộc giam nhốt, ắt bị cấm hẳn sự đi lại, mất hẳn sự tự do, không khác gì người bị giam vào lao ngục, giết mổ cắt xẻ, ắt đau đớn khổ sở cũng như người bị lóc thịt phan thay. Thử đặt mình vào những hoàn cảnh ấy, ắt có thể biết được tình cảnh của muôn loài bị giết hại là như thế nào. Hưu thương con bị bắn, thè lưỡi liếm vết thương mà ruột đứt thành từng đoạn, vượn sợ chết, xa trông thấy bóng cung tên mà hai dòng lệ đổ. Giãn rộng, chuyện hưu thương con là nói đến việc Hứa Chân Quân ngày xưa thuở còn trẻ rất thích việc săn bắn. Một hôm, ông bắn trúng con hưu con, hưu mẹ không bỏ chạy mà đứng bên thè lưỡi liếm vết thương cho con. Một lúc lâu, hưu con chết, hưu mẹ cũng chết theo. Hứa Chân Quân mổ ruột hưu mẹ ra xem, thấy ruột nó đứt thành từng đoạn, đó là vì nó quá thương đứa con bị chết, đau đớn quá độ đến nỗi ruột đứt thành từng đoạn. Hứa Chân Quân hết sức ân hận, sám hối tội lỗi của mình, liền bẻ gãy cung tên bỏ vào núi sâu tu đạo. Sao chứng được đạo quả, cả nhà cùng bay lên trời. Ý này dẫn theo sách Thái Bình Quảng Ký, quyển 14, truyện Hứa Chân Quân trong phần Thập Nhị Chân Quân. Theo sách này thì dưới triều Hiếu Vũ Đế nhà Đông Tấn, niên hiệu Thái Khang năm thứ 2, ngày mùng 1 tháng 8 tại Tây Sơn ở Hồng Châu, cả nhà Chân Quân có đến 42 người cùng bay lên trời đi mất. Tuy nhiên, sách này có lẽ nhằm về niên hiệu vì đời Tấn Hiếu Vũ Đế chỉ có niên hiệu Ninh Khang 373-375 và Thái Nguyên 376-396, chứ không có niên hiệu Thái Khang 280-289 vốn thuộc đời Tây Tấn. Câu chuyện này làm rõ ý mẹ con chia lìa ly tán vừa nói ở đoạn văn trước. Chuyện vượn sợ chết là nói đến việc Sở Vương đi săn cùng với Dưỡng Do Cơ. Khi ấy nhìn thấy một con vượn, Sở Vương liền ra lệnh cho Dưỡng Do Cơ dương cung bắn con vượn. Vừa nhìn thấy Dưỡng Do Cơ liền rơi lệ khóc, đó là vì giống vượn này có đôi tay nhanh nhẹn mềm mại, có thể chợp bắt được cả mũi tên đang bay. Nhưng Dưỡng Do Cơ là tay thần xạ thời bấy giờ nên nó biết là không thể bắt kịp mũi tên ông bắn, chắc chắn sẽ phải chịu chết, vì thế nên rơi lệ khóc. Câu chuyện này làm rõ ý kinh sợ đến hồn siêu phách lạc vừa nói ở đoạn văn trước, đó là cậy mình mạnh mà hiếp kẻ yếu, theo lý chỉ e rằng không đúng, ăn thịt muôn loài để bổ dưỡng thân mình, nỡ lòng nào lại thế. Giãn rộng,
Xét theo hai chuyện vừa kể trên thì biết rằng việc giết hại hết sức không nên làm. Người đời luôn nói rằng thịt của muôn loài cầm thú đều là món người có thể ăn, nhưng không biết đó chẳng qua chỉ là ỷ mạnh hiếp yếu mà thôi. Nếu không phải vậy, ác hổ dữ ăn thịt người rồi cũng có thể cho rằng thịt người là món hổ có thể ăn. Bọ ngựa ăn ve sầu, chim sẻ lại ăn bọ ngựa, rồi chim ưng lại bắt chim sẻ mà ăn. Kẻ yếu bị ăn thịt, kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu. Lý lẽ mạnh được yếu thua thật quá rõ ràng, không còn gì phải ngờ vực cả. Người đời lại cho rằng ăn rau cải thì gầy ốm, ăn thịt cá mới được mập mạnh. Ôi muốn cho thân mình béo mập mà không nghĩ đến cái khổ của muôn loài, như vậy thì tính người ở đâu? Do đó mà cảm động đến trời cao, rủ lòng xót thương muôn vật. Bậc thánh nhân xưa ra đời, thi hành đức nhân từ, giản rộng. Do người đời mê lầm, làm việc giết hại như thế, nên sát khí ngùng ngục động đến trời cao. Trời cao vốn có đức hiếu sinh, vẫn thường hiện nhiều điềm báo để chỉ bày cho người đời. Người đời mê mờ không biết, nên vẫn tiếp tục việc giết hại ngày càng nặng nề hơn. Ác phải đưa đến những việc mưa gió thất thường, mùa màng thất bát, đao binh chiến loạn khởi lên khắp nơi. Nếu người biết tu hạnh lành, ác mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, bể yên sóng lặng. Cho nên việc con người giết hại chính là trái nghịch ý trời. Bậc thánh nhân xưa kia trên thuận với lòng trời, dưới xót thương cho sinh mạng muôn loài, mới ra sức thi hành đức nhân từ để cứu giúp. Những việc thánh nhân đã làm xin xem tiếp ở phần dưới đây. Việc mở lưới bắt đầu từ Thánh Vương Thành Thang. Việc phóng sinh thả cá vào ao nuôi khởi sự từ hiền nhân Tử Sản. Giảng rộng, việc mở lưới là nói đến chuyện vào đời nhà Thương. Vua Thành Thang một hôm đi tuần thú, nhìn thấy các thợ săn giăng lưới kín bốn bề để bắt thú, đọc lời chú nguyện rằng: từ trên trời mà xuống, từ dưới đất mà lên, từ bốn phương cùng lại, hết thảy đều chui vào lưới ta. Vua thấy vậy rồi liền sai mở trống ra ba hướng, chỉ để lại một và sửa lời chú nguyện lại thành: muốn sang bên trái thì chạy sang trái, muốn sang bên phải thì chạy sang phải, muốn lên cao thì bay lên, muốn xuống đất thì chui xuống, không muốn sống nữa thì hãy chui vào lưới ta. Việc thả cá vào ao nuôi là nhắc chuyện Tử Sản, quan đại phu nước Trịnh thời Xuân Thu. Có người đem đến biếu một con cá còn sống, Tử Sản không nỡ ăn, sai người mang thả vào nuôi trong ao. Xem qua hai chuyện này thì biết việc phóng sinh không phải chỉ riêng có trong đạo Phật, mà người quân tử trong đạo Nho ai ai cũng vâng làm theo. Thánh Thiện thay trưởng giả Lưu Thủy dùng túi chở nước cứu cá khô hạn, Bi Mẫn thay Đức Phật Thích Ca cứu con vật nguy vong tự cắt thịt. Giản rộng, dùng túi chở nước đó là nói đến chuyện trong kinh Kim Quang Minh. Chuyện này kể theo nội dung trong kinh Kim Quang Minh, được xếp vào Đại Chánh Tạng thuộc tập 16, kinh số 663, tổng cộng có 4 quyển, do ngài Đàm Vô Sấm dịch sang Hán ngữ vào đời Bắc Lương. Câu chuyện này thuộc quyển 4, nằm ở trang 352, tờ B, bắt đầu từ dòng thứ 22. Ông Lưu Thủy là con trai một vị trưởng giả. Trong văn này chép là Lưu Thủy trưởng giả, căn cứ kinh văn thì là trưởng giả tử, nghĩa là con trai ông trưởng giả. Một hôm đi xa, gặp 10.000 con cá mắc kẹt trong một hồ nước đã gần cạn, tất cả đều sắp phải chết khô. Ông liền dùng vôi chở nước chứa trong các túi đến, đổ vào hồ, cứu sống được đàn cá. Ông lại vì đàn cá mà thuyết pháp, sau khi chết, tất cả đều được sinh lên cõi trời. Theo kinh văn thì ông này đã thuyết pháp thập nhị nhân duyên cho đàn cá nghe, cùng niệm danh hiệu Đức Bảo Thắng Như Lai. Nhờ đó sau khi bỏ mạng, tất cả đều được sinh lên cung trời Đao Lợi. Tự cắt thịt đó là nhắc chuyện trong một tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, khi Ngài còn là một vị Bồ Tát,
khi ấy có chim ưng đuổi bắt con chim câu. Chim câu kinh sợ bay đến chỗ Bồ Tát mong được che chở. Chim ưng đuổi tới liền nói: Ngài muốn cứu con chim câu, chẳng phải là khiến cho tôi phải chịu đói mà chết hay sao? Bồ Tát liền hỏi: Ngươi ăn những món gì? Chim ưng đáp: Chỉ ăn thịt mà thôi. Bồ Tát liền tự cắt thịt đùi cho chim ưng ăn để thay phần thịt chim câu. Chim ưng nói: Ngài muốn trao đổi như thế thì phải cắt số thịt cân nặng bằng với con chim kia. Bồ Tát đồng ý, nhưng cắt mãi mà số thịt vẫn còn nhẹ hơn con chim câu, cho đến sắp hết cả thịt trên người mà vẫn chưa đủ. Khi ấy chim ưng liền hỏi: Bây giờ Ngài có hối hận chăng? Bồ Tát đáp: Lòng ta quyết cứu chim câu không hề có chút hối hận nào. Rồi Bồ Tát lại phát nguyện: Nếu lời ta nói là đúng thật, không hư dối, nguyện cho da thịt trên thân ta trở lại như cũ. Vừa lập nguyện xong, quả nhiên thân thể hoàn toàn bình phục như trước. Chim ưng khi ấy hiện nguyên hình là một vị thiên đế. Vì con chim ưng này vốn thật là thiên đế hóa thành để thử thách tâm đại bi của Bồ Tát, bay lên giữa không trung lễ bái tán thán lòng đại bi của Bồ Tát. Đại sư Trí Giả ở núi Thiên Thai cổ suý việc đào ao phóng sinh, tiên nhân ngồi thiền dưới gốc đại thụ che chở con chim đậu trên thân mình. Giảng rộng, đại sư Trí Giả ở núi Thiên Thai tên húy là Trí Khải, tùy Dạng Đế tôn xưng hiệu Ngài là Trí Giả. Ngài từng đào ao khuyến khích mọi người thả cá phóng sinh, nhưng không chỉ riêng Ngài Trí Giả, xưa nay cũng rất nhiều người làm việc ấy. Như Tây Hồ ngày nay, vốn xưa cũng từng là một ao phóng sinh, trải qua nhiều năm, người xưa đã mất, thời thế đổi thay, giáo pháp suy mạc, nay thấy người ta thắp đèn bắt cá nhiều như sao trời bay đầy trên mặt hồ, thật đáng thương thay. Về việc che chở cho chim, đó là chuyện một vị tiên nhân thuở xưa tu tập thiền định, thường tọa thiền dưới gốc một cây đại thụ. Khi Ngài nhập định quá lâu, thân hình bất động đến đổi, một con chim từ xa bay đến không nhận ra, liền đậu lại trú ngụ trong lòng Ngài. Vì sợ con chim bị kinh hoảng nên Ngài ngồi yên không lay động, đợi đến khi con chim bay đi rồi Ngài mới xuất định. Lòng từ bi thương xót muôn loài nên mới đạt đến mức như thế. Chuột cá phóng sinh về sau giải thoát, tâm bi mẫn của thiền sư Diên Thọ hãy còn, cứu con Long Vương được phương thuốc hay, lòng từ ái của tôn chân nhân chưa dứt. Giảng rộng, chuột cá phóng sinh là kể chuyện đại sư Vĩnh Minh tên húy là Diên Thọ. Lúc Ngô Việt vương trấn Nhậm Hàng Châu, Ngài đang làm chức quan giữ kho ở huyện Dư Hàn, nhiều lần xuất tiền trong kho để mua cá tôm đủ loại phóng sinh. Sao vì việc ấy mà Ngài bị bắt giam, khép tội ăn trộm công quỷ, theo pháp luật phải bị chém vất xác giữa chợ. Chém vất xác giữa chợ, một hình phạt ngày xưa áp dụng cho những tội nặng cần phải răn dọa người đời. Ngô Việt Vương vốn đã biết Ngài dùng tiền ấy mua vật mạng phóng sinh, nên dặn trước người hành hình phải chú ý quan sát lời nói, sắc mặt để báo lại. Ngài đến lúc sắp chết mặt không biến sắc, người chung quanh đều lấy làm quái lạ, gạng hỏi. Ngài nói: Ta đối với số tiền lấy từ trong kho không dùng vào việc riêng một xu nào, tất cả đều mua vật mạng để phóng sinh, nhiều không tính hết. Nay sau khi chết sẽ sinh thẳng về thế giới Tây Phương Cực Lạc, chẳng vui lắm sao? Ngô Việt Vương nghe báo lại lời ấy liền truyền tha tội cho Ngài. Sau đó Ngài xuất gia tu tập thiền pháp, chuyên cần lễ sám, đạt được biện tài không ngăn ngại. Sau khi Ngài viên tịch, có một vị tăng nhân lúc thần tức đi đến chốn âm ti, nhìn thấy Diêm Vương thường ra vào lễ bái hình tượng một vị tăng, hỏi ra thì biết đó chính là Ngài Vĩnh Minh Diên Thọ. Ngài đã vãng sinh về Tây Phương vào hàng thượng phẩm thượng sinh. Người vãng sinh Tây Phương tùy theo công phu tu tập mà phân làm chính phẩm, cửu phẩm, trong đó thượng phẩm thượng sinh là hàng cao trỗi nhất,
1. Thượng phẩm thượng sinh, 2. Thượng phẩm trung sinh, 3. Thượng phẩm hạ sinh, 4. Trung phẩm thượng sinh, 5. Trung phẩm trung sinh, 6. Trung phẩm hạ sinh, 7. Hạ phẩm thượng sinh, 8. Hạ phẩm trung sinh, 9. Hạ phẩm hạ sinh. Diêm Vương vì kính trọng đức độ của Ngài nên thường lễ bái. Cứu con Long Vương, đó là chuyện của Tôn Chân Nhân lúc còn chưa thành tiên. Một hôm, ông đi đường gặp đứa trẻ trong thôn bắt được một con rắn nước, đùa nghịch đến nỗi con rắn lừ đừ sắp chết. Tôn Chân Nhân liền bỏ tiền mua con rắn mang thả xuống nước. Hôm sau, Chân Nhân đang ngồi tĩnh tọa, bỗng thấy có một người áo xanh mời đi theo. Đến một chỗ dinh thự, xem ra có vẻ như người đời vẫn gọi là Thủy Tinh Cung. Vị vua trong cung ra tiếp đón, mời Chân Nhân đến ngồi trên một tòa cao, nói rằng: "Con ta hôm qua ra ngoài chơi, nếu không gặp được tiên sinh chắc là đã chết." Liền cho bày yến tiệc chiêu đãi, xong lại mang ra đủ các loại châu báu quý giá để tạ ơn. Chân Nhân từ chối không nhận, nói: "Tôi nghe Long Cung có nhiều phương thuốc hay bí truyền, xin truyền cho tôi để cứu giúp người đời, như vậy còn hơn là những châu báu này." Long Vương liền mở hòm ngọc, lấy ra 36 phương thuốc trao cho. Tôn Chân Nhân nhờ đó mà y thuật càng thêm tinh thông, về sau tu hành chứng được tiên phẩm. Một lần ra tay cứu kiến, Sa Di chết yểu, chuyển thành trường thọ, thư sinh hèn kém hóa khôi nguyên, một bận giải thoát cho rùa, Mau Bảo lâm nguy thoát nạn, Khổng Du được hưởng phong hầu. Giảng rộng có hai câu chuyện cứu kiến. Chuyện thứ nhất là Sa Di chết yểu, chuyển thành trường thọ. Xưa có chú Sa Di theo hầu thầy là một vị trưởng lão tôn túc. Vị này biết chú Sa Di trong 7 ngày nữa mạng số chấm dứt, liền bảo chú về nhà thăm mẹ, dặn chú đến ngày thứ 8 phải trở về chùa, trong ý muốn chú được chết ở nhà. Không ngờ đến ngày thứ 8 vẫn thấy chú trở lại chùa. Thầy chú lấy làm quái lạ, liền nhập định quan sát, mới biết chú Sa Di trên đường về nhà gặp một đàn kiến sắp bị nước cuốn trôi, liền bắt cầu cho chúng theo sang. Đàn kiến nhờ đó đều thoát chết, nhờ việc ấy mà chú không bị chết yểu, về sau lại sống thọ. Chuyện thứ hai, thư sinh hèn kém hóa khôi nguyên, chính là chuyện Tống Giao. Ông có một người em trai, cả hai anh em cùng lên kinh dự thi. Tống Giao có lần thấy đàn kiến sắp bị nước ngập, liền lấy một cành trúc làm cầu để chúng bò lên mà thoát. Bấy giờ có vị tăng người Ấn Độ nhìn thấy dung mạo của Tống Giao, liền kinh hãi nói: "Ông đã từng cứu sống đến 100 vạn sinh mạng." Tống Giao nói: "Tôi là học trò nghèo, sức đâu làm được những việc như thế." Vị tăng nói: "Không phải vậy, dù loài vật nhỏ nhoi cũng kể là sinh mạng." Tống Giao liền đem chuyện cứu kiến kể lại. Vị tăng nói: "Đúng là việc ấy rồi, em trai ông khoa này sẽ đổ đầu, nhưng ông rồi cũng không thể kém hơn." Đến khi có kết quả thi, quả nhiên người em đổ đầu, nhưng triều đình cho rằng em không thể đặt trên anh, nên sửa kết quả thành đệ thập mà chọn Tống Giao thành đệ nhất. Quả đúng như lời vị tăng. Về việc giải thoát cho rùa có hai chuyện. Chuyện thứ nhất là Mau Bảo lâm nguy thoát nạn. Mau Bảo vào thuở còn hàng vi, đi đường gặp người mang một con rùa đem bán, liền bỏ tiền mua thả cho đi. Sao ông làm tướng, một lần thua chạy rơi xuống nước, bỗng cảm thấy có vật gì đó nâng mình lên, nhờ đó không phải chết chìm. Đến khi vào được trong bờ rồi, nhìn lại mới biết con vật đã đưa ông vào bờ chính là con rùa ngày trước được ông cứu. Chuyện thứ hai là cứu rùa được phong hầu. Khổng Du vốn chỉ là một chức quan nhỏ, cũng từng mua rùa thả xuống nước. Rùa nổi lên bơi đi trong nước, còn ngoái đầu hướng về phía ông nhiều lần như cảm tạ. Sau Khổng Du có công được phong tước hầu, lúc thợ đúc ấn ra bỗng thấy hình con rùa trên núm ấn. Quả ấn ngày xưa có hình con rùa trên núm ấn. Ngoái đầu về phía sau
liền phá đi đúc lại cho đến lần thứ tư, nhìn kỹ trong khuôn thì đầu rùa thẳng nhưng đúc ấn ra vẫn là ngoái về phía sau. Thợ đúc ấn lấy làm quái lạ, liền đem việc này báo với Khổng Du. Ông nhớ lại lúc thả con rùa năm xưa, nó cũng ngoái đầu nhìn lại như vậy, liền hiểu ra chuyện phong hầu ngày nay chính là nhờ phước báo của việc cứu rùa.